chào mọi người đã quay trở lại với kênh của cộng đồng y.com. Hôm nay nhân là buổi tối trời mưa gió đây, tôi ở đây tôi có một cái phim là phim tính thời gian chụp bản. Và cái phim này tôi sẽ chụp test xem là nó sẽ như thế nào. Bình thường thì cái phim này để kiểm tra xem là cái thời gian chụp của các loại keo nó như nào, và có các cái nét nhỏ nhất từ 0,1 đến 0,5mm này, sau đấy là đến 0,2, 0,4, 0,6 đó. Và phim này để tính cái thời gian chụp bản thì bây giờ tôi sẽ tiến hành video, làm một video review xem cái phim này nó sẽ ra bản như thế nào đấy. Và cái phim này chỉ cần chụp một lần thôi là tính được thời gian chụp luôn. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây. Như hôm trước thì tôi có chụp bản in cái phim. Còn ở đây tôi cũng có một cái phim để kiểm tra thời gian chụp bản. Thì hôm nay tôi sẽ tiến hành chụp một cái phim khác vào cái thời gian khác để xem là cái thời gian chụp của cái phim này nó sẽ hiện là như thế nào. Bản thân tôi chưa biết nó như thế nào. Thì hôm trước tôi chụp 120 giây, nó ra rất là đẹp. Kể cả những chi tiết 0,1mm ra cũng rất đẹp. Thì hôm nay tôi sẽ chụp thời gian, nâng thời gian lên là tôi chụp 150 giây. Để xem là cái kết quả nó sẽ ra như nào. Khi 150 giây thì cái khi bình thường ấy, cái nét nhỏ bình thường nó chắc chắn nó sẽ mất, nó sẽ ít. Thì tôi sẽ xem là cái phim so với những cái phim khác thì nó sẽ như thế nào. Ok, chúng ta sẽ tiến hành ngay sau đây. Và đây là 150 giây, tôi đã để 150 giây rồi. Và tiến hành chụp ảnh luôn. Rồi, sau đây tôi sẽ tiến hành bấm khí lên này. Ok, đen. Thời gian chụp lần này sẽ là 150 giây. Với cái phim này chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là cái phim này nó sẽ ra hiện lên nào. Tôi sẽ rất là hồi hộp, tôi biết là phim này nó sẽ như thế nào đây. Ok, tôi sẽ mở cái sáng. Bắt đầu chạy. Rồi, cái camera nó hơi giật giật các bạn cảm chút. Rồi, hẹn gặp lại các bạn sau 2 phút nữa. Quay trở lại kênh của mình cùng con. Đây là cái đoạn tôi mới chụp xong. Phim thứ hai này. Phim đen như vậy. Đen 100% này.